God has forsaken me, but I... God has forsaken me, but I have not forsaken him. Center Game chào tất cả anh em nha. Trong video này mình sẽ chơi tiếp con game Battle Rival. Và trong video này mình sẽ chơi con tướng Tristan cho anh em xem nhá. The battle will begin soon. A punishment core has been created. Đây là chế độ sinh tồn, 8 người. Forsaken him. Mình sẽ chơi một trận Arena nha. Con này cảm giác nó như con Garen ở trong Liên Minh vậy. Sand Canyon. À, trong hôm nay là bản đồ này rồi. The battle will begin soon. Bản đồ này chỉ có một đường thôi, và một bên kia là bãi quái. Con này là con đấu sĩ rồi. Chơi con này có vẻ không sướng bằng cái con Ray Sen hôm trước mình chơi cho anh em xem. Trong cái video trước ấy. Dừng tham tí. Chạy qua chỗ luôn đi đúng.
Má ngu thật. An ally has been slain. Nhàn. Slain. Mình nhìn giáp sợ không? An enemy has been slain. A powerful hero. Nào, đuổi nhau đi. You have slain an enemy. Double kill. Đôi mạng luôn. A powerful hero. Nào, ra đây. You have slain an enemy. Overwhelming the enemy. An ally has been slain. An enemy has been slain. Overwhelming the enemy. An enemy has slain an ally. You have slain an enemy. Bực mình. Mình cái thằng lớn kia nó cay ép mất của mình rồi. Fire in the hole. Cay lọ rái. Let's go. Được, còn một hit nó cay ép mất. Không ăn được máu à? Trâu vãi đái à? Triple kill.
of a new hero. The enemy turret has been destroyed. Red Eye has been spawned. Win rồi, khá là dễ dàng. Con này chơi cái map sinh tồn của em không hợp lắm. Chơi sinh tồn chơi sát thủ nó hay nhất. God has forsaken me, but I have not forsaken him. Mình vẫn thích cái con tay sen này. Hot. My blade yours for victory. My sword never shows mercy. Hot. Hot. My blade yours for victory. Nothing is impossible for Douglas. Nothing is impossible for Douglas. Game này chơi pháp sư đây. Cho anh em chiêm ngưỡng mình chơi pháp sư này. Này là Jack Quest. Một tướng theo thiên hướng pháp sư. Welcome to the Sand Canyon. The battle will begin soon. À. Cậu pháo à. Đánh thường thôi. Gió biết chửi. Nó sẽ bắn 3 quả về phía trước mặt. Ngay phía trước mặt thôi. May nhân. Nhân này. Đánh cho nát người. Đây là con pháp sư đầu tiên mình chơi sao? Điếc không sợ súng rồi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Chó chết ngay. Úi giời, đam to thật đấy. Đam to đấy. Mình chết rồi, lag rồi.
Lác mới đèn. Đang đánh sung. Bực ghê, giờ không vào được à? Được rồi. Nothing is impossible. Sorry anh em nhá. Mạng lởm quá. Thiệt oan. Chuyện đó ăn quả đau thật. An enemy has been slain. Con này bắn thường đau phết. Chạy đâu cho thoát. Overwhelming power. Ultra V. An enemy has been slain. You have slain an enemy. A powerful hero. Đố lính ra được khỏi nhà luôn. The enemy turret has been destroyed. Quá khỏe rồi, còn dễ chịu rồi. The enemy turret has been destroyed. Just gather around me. An ally has been slain. Ultra V. Fire in the hole. Chết cả đôi. Hai thằng đuổi mình chết cả đôi luôn. You have slain an enemy. A legendary hero. Điên dễ quá nhỉ.
quên Nothing is luôn. impossible for a scumbert. I don't bother with a fight. Most men. This place will be your grave. Giờ chơi con gì bây giờ nhỉ? Chơi lại một game con này cho anh em xem nhá, bán đôi nhãn nhá. Mình thấy có vẻ ít người chơi cái con Raysen này nhỉ. Welcome to the Sand Canyon. The battle will begin soon. Mình thấy con này đánh bá đạo thế mà ít người chơi nhỉ. Thằng kia vừa đi ra đã gần hết máu bê đít về rồi. Có mạng rồi. Đi ngay. Đi có tuổi. Độc chém một số kim đã chết ba rồi. Tình bạn quá chán. An enemy has been slain. Nào ra mà thằng chết. Cứ ra thằng nào chết thằng đấy, không thì cũng hết máu chạy về.
Bọn này đánh nhau trong đây à? Đéo chết. Cảm giác mình chơi con này thấy nó dễ thế nhỉ. Con này nó khỏe quá. Thằng kia đâu rồi? You have slain an enemy. A legendary. À, nếu nó giữ thì chạy vào rừng. An ally has slain Red Eye. Nó giữ nhà đéo lo. Win nào. Win. Dễ quá. Rồi, mình sẽ dừng video này đây nha. Và hẹn anh em trong các video sau. I blade yours for victory. Mở chat này. Vậy thì sẽ chơi cho anh em xem trong video sau nha. Chắc là auto chat đây. Bye bye.